Thời tiết khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay 30 tháng 8 tiếp tục duy trì trạng thái nắng gián đoạn, cường độ nắng không mạnh vì trời có mây. Chiều tối và tối nay, khu vực tỉnh có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa mưa to kèm dông mạnh. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh, khả năng đợt mưa lớn diện rộng tại khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu còn kéo dài trong những ngày tới. Trong mưa dông, nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như sét, lốc xoáy và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, không thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và các phương tiện tham gia giao thông. Diễn biến thời tiết ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh hôm nay như sau. Khu vực phía Bắc của tỉnh, ban ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối nay có mưa rào và dông nhiều nơi. Có nơi mưa vừa đến mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, độ ẩm 80-95%. Khu vực ven biển Bà Rịa Vũng Tàu, mây thay đổi, ngày nắng. Chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác. Nhiều nơi có nơi mưa vừa đến mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, độ ẩm 80-95%. Huyện Côn Đảo ngày có lúc có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, lốc sét. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, độ ẩm 85-90%. Hải văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 30 tháng 8 năm 2024, mực nước cao nhất 352 cm vào lúc 1 giờ 45 phút và mức thấp nhất 87 cm lúc 18 giờ.